Hôm nay gia đình nhà anh Gato ấy sẽ đi du lịch biển, nhưng mà đi vào trong Quảng Bình luôn. Đi rất là xa, thời gian đi mất độ khoảng 10 tiếng đồng hồ. Thế trưa nay thì sẽ vào đến Nghệ An, thì sẽ ăn uống ở Nghệ An, xong đó thì chiều sẽ đi tiếp vào đấy được khoảng đến 3 giờ chiều mới vào đến nơi cơ. Và nơi thì buổi chiều thì anh Gato sẽ dự định cho bạn Honshi với mọi người đi tắm biển luôn. Thế bây giờ thì bố với bạn Gato sẽ đi lên xe. Ôi trời ơi, xe của mình xe nào? Ôi bạn Honshi biết xe nào, nhiều xe này biết xe nào không? Xe bạn Honshi biết tìm xe không nhá? Nếu mà lạc thì bạn Honshi còn biết đường lên xe. Ôi dồi ôi, không biết xe của mình đâu à? Ôi, xe mình đâu? 202 thì tìm đi. Trời ơi, có ơi, không nhìn thấy đâu à, không biết xe đâu à. Nhìn bác hoa kìa, con nhìn bác hoa kìa. Không thấy xe đâu à? Trời ơi, con để ý biển xe kìa, biển số xe kìa. Ôi, xe ra kìa, tránh xe ra kìa. Nhìn nhà 20 chứ có số 2 rồi. Có không để ý, đến lúc nào như may nạc bố vậy. Hoặc là nhạc mẹ cái không biết đường xe ra xe, chết tôi. Kìa kìa, để ý xe kìa, 29H kìa, 980202, đi. Ôi chết rồi, tôi. Ở đây xe đây các bạn ạ, xe số 1 các bạn nha. Đây, ra nhìn biển số xe. Nhìn chưa, nhớ đây này. Thôi đi lên xe. Thôi nên đi mọi người lên đấy, rồi mình có đợi mình là xong ấy. Giờ vậy là anh Gato mấy cả bạn Honshi đã lên xe rồi. Đây là Hải Ninh này. Hải Ninh không đi vệ sinh chẳng nữa à, mà vừa vệ sinh ra người ta không cho xuống đâu. Không cho xuống giữa đường đâu, phải có đứa chạm nó mới xuống cơ. Các thì không đi vệ sinh à? Không đi đẹo nó giữa đường ngoài ra xuống đâu. Phải đi, người ta đi thì mình phải đi theo chứ. Hai xe cạnh nhà tôi đấy. Rồi các bạn ơi, vậy là đây là trạm dừng nghỉ thứ hai. Và đây là lần thứ hai bà Honshi xuống đi vệ sinh. Thôi đi vào. Đi vào. Hải Ninh đứng canh Honshi vệ sinh à? Đi vào vào, đây là khu này để mọi người có thể mua sắm bất cứ cái gì trong đây cũng được. Nói chung là đồ. Nhưng mà anh Gato thì không mua đâu, bây giờ sắp được đến lúc ăn cơm rồi. Có ra xem hàng, bánh gai kìa. Bánh gai. Hả? Đây là có cả kem kia rất là nhiều phết ấy. Này. Rồi. Ui. Ôi Honshi ơi, anh này đặc biệt chưa? Ba màu luôn. Đấy, có từ có giá tiền đấy ấy. Đây này, kẹo này kẹo xốp này. Muốn xem cái này bao nhiêu tiền? Có muốn này không? Kẹo xốp, cái này bao nhiêu? Hả? Cái gì đấy? À, cái này bim bim đấy. À, cái này như kiểu là quẩy thôi, nó là quẩy đường gà. Bao nhiêu tiền? Cái này không ngon đâu, người ghê, trùng ghê đó. Cái này trông được này, được phết đấy. Đi. Đấy làm gì? Đấy làm gì? Ăn á, mình đồ mình có ăn đến đâu. Rồi chó này. Biết rồi chó này rồi. Con gì? Lòng chó đây. Ôi. Ôi, nó dòng chó màu xanh này. Cái này tạm lúc về mình mua đồ này về để làm quà được chứ. Quà đi du lịch. Nhờ đồ đặc biệt đấy. Ôi, say, ui dồi. Ôi, ui dồi. Chết rồi, rơi cái là phải mua cái đấy đấy. Rơi thêm lại rơi. Bây giờ gọi là quân sĩ hậu đậu. Ôi, cái gì bên kia? Kìa, cái bên kia có ấy, bên kia đẹp. Dừa là bằng dừa. Ý. Kẹo nhiều màu sắc. Cái này à, con xin ăn hết cái này, đảm bảo con xin đang quay ra ngủ. Tiểu phát là ruồi bầu bầy. Đường kìa. Cơm cháy. Tò ăn xong cháy nó uống 100k. Cái gì ở đây, cái gì như đồ 100 ấy, đồng giá 100 luôn. Hải đi, cái này nó ngon nhỉ? Có vẻ ngon đấy. Mua bà mẹ. Mua đi, vốn có tiền mà. Thật gì quá. Chẳng có đâu nào.
Thế mà mua xong nên ăn không? Dẹo ăn đến rồi ăn cơm ấy. Cơm gì? Ra phát cơm lên. Thế mẹ thì làm cái gì đấy? Mua hay không mua mà làm cái gì đấy? Cái gì? Đại gia nhỉ? Nói thế Hải Ninh nói bất cứ cái gì cũng được, mua cái đấy Hải Ninh chuyển ra mối khác đi. Cái này chẳng ngon đâu. Thế đang nào cũng mua thì lấy cái khác. Trông thì ngon nhưng mà Hải Ninh được xuất tiền rồi, Hải Ninh mua cái khác. Sao được? Đứng ở đây nó đụng đá lên đùi gà. Rồi vậy là Hải Ninh quyết định chuyển sang mua đùi gà. Đùi gà này cả nhà ăn vừa đấy, mỗi người một miếng thôi vừa đấy. Mấy bao nhiêu? 80k 60k, ờ được 80, mỗi người 10, 15k. Thôi đi. Vậy là Hải Ninh đã chọn được cho mình. Đấy, cò đi siêu thị từ sáng rồi, chọn được Hải Ninh làm phát, chọn này lấy công của cò luôn đi. Đây. Thôi ra xe đi, ra xe đi. Thôi bắt đầu, bắt. Mời các bạn, này lần đầu tiên anh cái pin pin đùi gà này. Ôi, cái này ghế này bằng cười đấy. Xem có ra cái gì không? Giòn ra, nó là cái quẩy gì đó. Ăn hết. Hello. Xin một cái bim bim được không? Yêu ơi, đồ kẹo kiệt chưa? Xin một cái cho đúng một cái này. Yêu ơi, kẹo kiệt chưa? Xin một cái cho đúng hai cái. Đồ kẹo kiệt. Yêu kẹo kiệt. Phải nói là cái bim bim đã siêu giòn siêu cay. Xin em bim bim. Cho cái ớt ăn cho cay. Có một cái. Được đấy. Rất kinh nghiệm. Bà con si đút bim bim vào mồm thế nào? Trông giống là cái đít con gà. À, trông giống cái hang chuột đấy, chuột chạy vào mồm. Cho bim bim nhậu ấy rồi. Ui, còn với cậy này nếp đúng không? Đúng có gì á? Nó mọt.